Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là The Cat Ram. Thì đây là dự án của game NFT DeFi. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot các bạn. Rồi các bạn lướt xa đi tiếp nha các bạn. 8NH rồi mình sẽ get được 600 token có cái hiệu là Grad FT nữa, mà một token Grad 0.02 nữa. Rồi bấm join này group. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group nè, sau đó bạn mới được tiếp tục join tiếp kênh seller nữa các bạn. Tiếp tục các bạn copy hashtag này và tăng comment ba người bạn của mình vào các bạn. Rồi vào đây các bạn follow fanpage nữa nè. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè, các bạn like, các bạn chỉ dẫn cho tờ Twitter game với hashtag nè các bạn. Rồi các bạn tờ Twitter lên các bạn, sau đó thì các bạn bắt đập lên nè, các bạn bấm vào register nè, rồi bấm don nè, rồi follow Twitter, like và comment, tiếp tục điền lỗ xin em Twitter mình nha các bạn. Phê này là H9 nè các bạn. Máy mình sao mà nó bấm chữ chậm quá. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ BNB sở mạng trên BET20 trên chiếc chocolate mình nha các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ dí nè, mình gọi là chatbot nè. Sau đó bạn bấm set nè bạn. Sau đó các bạn chỉ lên ghép mình chia sẻ cho ông bà và người thân để kiếm theo cần các bạn. Menu Blood cái menu. Rồi các bạn bấm vào status để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Withdraw. Ok, thì tôi cần này nó phân phối sau 2 tuần khi tiết sàn Pancake Swap nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.